Chào tất cả các bạn, tôi là Vương Thị Hiên. Hiện nay tôi đang phụ trách đào tạo chương trình toán Soroban cho hệ thống giáo viên và cho các bạn học sinh. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để tạo được một cái phiếu bài tập ôn tập mà không cần phải soạn sẵn mà sử dụng luôn những cái ứng dụng trên website. Đó chính là cái ứng dụng ut.net. Các bạn ghi lại cái đường link này nhé. Hoặc là mình sẽ để lại cái đường link này ở dưới video để các bạn có thể tham khảo. Khi các bạn kích vào đường link này thì nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo, tức là một cái bảng lựa chọn setup như thế này. Đầu tiên, cái dòng đầu tiên là cái dòng lựa chọn cho phép tính cộng hay là phép tính trừ hay là hỗn hợp cả cộng cả trừ. Ví dụ như addition này, tức là phép tính cộng này các bạn nhé, là phép tính của mình khi khi soạn ra nó chỉ có phép tính cộng thôi. Tiếp tục là subtraction, tức là khi mà phép tính của mình lựa chọn chỉ có duy nhất phép tính trừ, không có liên quan đến cộng. Tiếp theo là kết hợp cả phép tính cộng và phép tính trừ trong một phép tính. Đó là lựa chọn tham số đầu tiên. Tham số thứ hai là minimum number of digital, tức là bạn sẽ lựa chọn số nhỏ nhất là số có mấy chữ số, đúng không ạ? Số nhỏ nhất là số có mấy chữ số. Thì ở đây nó sẽ có giới hạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì ví dụ như mình lựa chọn số nhỏ nhất là số có một chữ số. Tiếp tục này, maximum number of digits, tức là maxi là tối đa đi ạ. Tức là tối đa cho cái phép tính, cho cái số mà mình thực hiện phép tính, ví dụ là một chữ số hay hai chữ số, thì mình ở đây mình max là 2 nhé. Ví dụ để max là 2 hoặc là để max là 8, 9 cũng được, tùy theo cái cấp độ các bạn học sinh mình đang học. Tiếp theo các bạn đến thông số thứ ba là number per problem. Tức là đây chính là cái số dòng nhé. Các bạn chỉ hiểu rằng cái nội dung này chính là cái số dòng. Một phép tính có bao nhiêu dòng đấy ạ? Ví dụ 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng, 10, 15, 20 và 30. Mình dụ mình chọn 3 dòng đi. Rồi tiếp tục cái tham số tiếp theo là cái bạn lựa chọn là trả lời hay là không có, tức là mình sẽ chọn là phép tính có kết quả luôn hay là không có kết quả, hoặc là kết quả ở phía dưới đấy thì mình sẽ chọn no nhé. Nếu bạn chọn yes thì kết quả phép tính mình đưa ra là sẽ có kết quả luôn, nhưng nếu mình chọn no thì cái bảng nó sẽ có hai bảng, một bảng là phép tính và một cái bảng ở phía sau là có kết quả đằng sau. Rồi, số lượng trang, tức là bạn muốn in bao nhiêu trang để làm. Dù bạn muốn in một trang hay hai trang, thông thường thì một trang mà thực hiện bài tập này thì sẽ có khoảng 60 câu, tùy theo cái độ dài. Sau đó thì các bạn chọn get sheet nhé, get sheet để ok này, các bạn chọn get sheet. Rồi, các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy không ạ? Đây, đây là phép tính của mình. Rồi, đây là một loạt phép tính ra, đúng không ạ? Đây là mình sẽ chọn chế độ là nhỏ nhất là một chữ số đây và lớn nhất là số có hai chữ số và là ba dòng, đúng không? Kết hợp cả phép tính cộng và phép tính trừ. Nhưng mà đối với cái hệ thống tạo bài tập này thì nó sẽ áp dụng cho toàn các công thức các bạn nhé. Khi các bạn nhỏ phải học hết toàn bộ các công thức rồi, học hết 34 công thức rồi thì bắt đầu mới làm được cái nội dung này. Vì trong cái này nó không phân nhỏ ra từng công thức mà nó sẽ làm tổng hợp tất cả các công thức. Đây là phần để cho các bạn nhỏ rèn luyện thêm. Phía dưới này là kết quả các bạn nhé. Phía dưới này sẽ là kết quả. Ví dụ phép tính đầu tiên 51 trừ 39 trừ 8 thì kết quả đầu tiên nó sẽ là ở số 4. Tiếp tục vị trí số 2 tương ứng với thẳng cột đấy sẽ là kết quả của ô thứ hai. Rồi, các bạn chỉ cần ấn lệnh in thôi. Ví dụ các bạn muốn in, các bạn chỉ cần kết nối và ấn Ctrl P, ấn lệnh in. Rồi, các bạn thấy không ạ? Chỉ cần ấn lệnh in là in luôn, nó in luôn cả ngày giờ của mình đây. Đúng không ạ? Đó, trang 1 là các bài tập, trang 2 là gì ạ? Kết quả. Mình có thể in cả hai trang, mình in khoảng 10 phiếu bài tập phát cho 10 bạn, nhưng mà riêng cái trang kết quả này, mình chỉ in một phiếu thôi để mình check kết quả với các bạn. Rồi. Bây giờ mình thử setup lại với các bạn nhé. Ví dụ bây giờ là mình cũng vẫn chọn là cộng không. Ví dụ mình chọn cộng không thôi này. Và lúc này mình sẽ giới hạn là nhỏ nhất là ba chữ số, lớn nhất là ba chữ số và khoảng 5 dòng đi. Và mình làm khoảng 2 trang.
Đây nhé, mình thử lựa chọn có kết quả cho các bạn xem này. Rồi bây giờ mình ấn Get Sheet. Đó, các bạn thấy không ạ? Số lớn nhất là 3 chữ số và bé nhất cũng là 3 chữ số, 5 dòng, 1, 2, 3, 4, 5. Vừa nãy mình lựa chọn cái chế độ là có kết quả. Nên là gì ạ? Nên là nó sẽ hiện luôn kết quả ở đây. Và mình làm hai trang. Rồi các bạn thử. Đây hai trang, đúng không ạ? Hai trang. Đó. Thông thường thì mỗi một cái phiếu bài tập này nó sẽ khoảng 60 câu bạn nhé. 60 câu. Rồi, bình thường thì các bạn có thể cho các bạn nhỏ luyện tập từ 1 đến 2, 3 chữ số. Mình sẽ nâng dần cấp độ lên nhé. Rồi, ví dụ mình thử ngẫu hứng đi. Mình làm 9 chữ số xem nó như thế nào đúng không ạ? 9 chữ số này. Lớn nhất cũng là 9, nhỏ nhất cũng là 9. Mà mình làm khoảng 30 dòng. Xong mình lấy thử một trang xem nào. Rồi, get it. Wow, các bạn thấy không ạ? 30 dòng và số có 9 chữ số, có cả kết quả ở đây luôn rồi. Cấp độ mà khả năng là ít bạn đạt được cái điều này. Rồi, có thông thường mình có thể chọn lựa chọn một này, hai chữ số hoặc đến 3, 4 chữ số đúng không ạ? Và mình sẽ lựa chọn cấp độ tăng dần. Ví dụ mình lựa chọn là 3 chữ số và khoảng 3 dòng. Thường thì mình sẽ lựa chọn là không in kết quả luôn các bạn nhé, để cho các bạn nhỏ điền vào và mình đây. Rồi. Trong vòng mấy giây thôi ạ, mấy giây là sẽ có ngay một cái phiếu bài tập cho làm. Rồi, đấy mình in ra, mình in phiếu bài tập còn đâu kết quả, mình in một phiếu ra thôi để mình check kết quả với bạn đấy, rất là nhanh đúng không các bạn? Và tôi hy vọng rằng cái video ngày hôm nay thì Hiên sẽ giúp cho tất cả các bạn và thầy cô đang giảng dạy chương trình này có một phần, có một thêm một cái công cụ để mình thực hiện cái việc dạy cái chương trình toán Soroban này một cách hiệu quả hơn. Những bạn nào còn cảm thấy băn khoăn, những bạn nào còn chưa rõ thì có thể inbox qua Facebook của mình. Ở Facebook của mình thì cũng có để ở cái dưới cái link video này. Và những bạn nào muốn hỏi chuyên sâu hơn về những khóa học về dành cho học sinh và giáo viên thì cũng vui lòng inbox lại thông tin thì mình sẽ chia sẻ lại với tất cả các bạn. Và bạn nào thấy những cái sự chia sẻ của mình có hữu ích thì hãy ấn kênh đăng ký của mình để mình tiếp tục chia sẻ những cái công cụ hay là những cái lợi ích cũng như cái giá trị, cái những kiến thức về chương trình toán Soroban này tới các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.